chị em thì có nên chủ động đổi tư thế ở trên giường không hả em Quỳnh? Quá nên ấy chứ anh. Thực ra các anh con trai mà hỏi em câu này các anh cũng biết thừa rồi, là không ai muốn trả bài với một khúc gỗ cả, nằm im từ đầu đến cuối, không thay đổi một chút tư thế nào. Nói chung đàn ông là thế chủ động, nên đàn ông nên chiếm tới 60-70% thế chủ động trong cuộc yêu. Phụ nữ thì nên 30-40. Tuy nhiên thì chị em cũng phải học thêm nhiều kỹ năng và nhiều tư thế một chút thì cuộc yêu nó mới trở nên hoàn hảo. Và đôi khi thì mình cũng phải lên bên trên để mình cưỡi ngựa phi nước đại một tí thì cuộc yêu nó mới đằm thắm, mới mặn mà chứ, đúng không ạ? Quỳnh ơi, khi trên giường thì đàn ông thích phụ nữ ăn mặc gợi cảm không? Tất nhiên là có rồi. Bí mật là sự vĩnh cửu. Một người đàn ông luôn muốn đường cong của vợ mình hoặc người yêu mình trên giường nó phải thoát ẩn thoát hiện, chứ không phải là lồ lộ trước mắt. Nhiều cô lấy chồng rồi là cứ không mặc gì trước mặt chồng, hoặc là còn không mặc cả đồ ngủ, thì đàn ông không thích đâu, nên sẽ dẫn đến là anh ấy sẽ chán bạn. Nên nếu như là một người phụ nữ thì phải ăn mặc đồ gợi cảm mỏng manh một chút nhá, như thế thì chồng mới thích được, chứ cứ lồ lộ ra như thế chồng không thích đâu. Quỳnh ơi, thế em nhịn được mấy ngày? Em nói thật với anh, trên lý thuyết thì nhà khoa học nói là phụ nữ nhịn ít nhất là được 3 tháng đấy. Nhưng đối với em Quỳnh thì em Quỳnh thấy khó lắm. Em chắc chẳng nhịn được đâu anh ạ. Mà em còn muốn có tận 2 người yêu cơ ấy. Quỳnh ơi, khi ấy thì em thích mở mắt hay là nhắm mắt? Em nhá, bản thân em thôi thì em thích nhắm mắt. Em nhắm mắt để tận hưởng, em nhắm mắt để lấy cảm xúc để có thể lên đỉnh núi Phan Xipang. Với cả em sợ mở mắt ra em nhìn thấy khuôn mặt thộn thộn của các anh lúc mà các anh lên đỉnh núi ấy. Trời ơi, ngại chết đi được ấy. Quỳnh ơi. Dạ. Anh 40 tuổi rồi mà bị xuất sớm ấy, thì anh cần một phao cứu sinh, em cho anh lời khuyên. 40 tuổi mà bị xuất sớm là anh còn bị xuất sớm hơi muộn đấy. Có những người 25, 30 tuổi thôi đã bị xuất sớm rồi. 40 tuổi nếu như độ cứng trong quá trình quan hệ của anh nó vẫn ngon thì anh hãy dùng cao a quang của nhà em nhá. Nó thì chiết xuất từ cao lá và rễ cây rừng, làm giảm độ nhạy cảm và kéo dài thời gian cho anh. Lên trên 20 phút là chuyện bình thường. Còn nếu như anh thật sự cần em hỗ trợ thì nhắn tin vào Zalo cho em nhá. Đang dựng thẳng lên trời, một phát chỉ xuống đất luôn là sao hả Quỳnh? Đang như thế này mà trả bài nó lại ngoẻo như thế này thì gọi là tình trạng yếu sinh lý, hay còn gọi là rối loạn cương dương. Tình trạng này là do cơ thể của anh thiếu hụt đi một cái lượng testosterone ở trong cơ thể, từ đó dẫn đến là chim của anh nó không được cứng như mong muốn. Thì để cải thiện được thì anh cứ uống giúp em mỗi ngày 2 viên uống bổ hoàn dương của nhà em thôi. Nó sẽ giúp anh bổ sung cái hormone testosterone vào cơ thể, và từ đó dẫn đến là mình bổ sung từ bên trong, nó sẽ làm anh khỏe hơn, cứng hơn, và chắc chắn là sẽ không còn bị rối loạn cương dương nữa anh nhá.